Rồi, xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái video về cái nhà máy mía đường hả? Thì các bạn hình dung là ở trong cái nhà máy sản xuất mía đường á, thì sản phẩm chính của họ là đường, đường và phụ phẩm là mật, mật và bùn. Đó là những cái phụ phẩm nha các bạn ha. Đó thì ngoài ra họ còn có cái sản phẩm nữa là phát điện ha, tức là phát điện vào lưới điện quốc gia EVN ha. Đó thì đó là cái những cái sản phẩm mình nhắc lại này, đó là đường, tức là trong nhà máy mía đường á thì cái sản phẩm nó là đường ha. Đó, rồi cái phụ phẩm nó là mật rỉ ha. Phụ phẩm là mật rỉ, rồi cái phụ phẩm nó là bùn ha. Bùn đó là phục vụ cho nông nghiệp nha các bạn. Rồi cái sản phẩm nó là điện. Điện được phát ra để mà bán vào lưới điện quốc gia EVN. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm nữa. Nó tương đối mới nhưng mà nó đã được sản xuất trong cái nhà máy mía đường ha, đó là nước uống đóng chai nha các bạn ha. Đó thì trước giờ thì mình chỉ nghe là các bạn hầu như là sẽ nghe là nước uống đóng chai thì phải sản xuất ở trong các cái nhà máy sản xuất nước giải khát, ví dụ như là Pepsi hay là Coca-Cola hay là Tân Hiệp Phát hay là URC. Tuy nhiên trong nhà máy mía đường bây giờ họ cũng phát triển một cái sản phẩm mới, đó là nước uống đóng chai ha nha các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quy trình sơ bộ. Đây là cái bản vẽ mà AutoCAD để mà giới thiệu cái quy trình sơ bộ mà sản xuất nước uống đóng chai, gọi là nước uống đóng chai hương mía. Thì mình đã có một cái video mình nói sơ bộ về cách đầu tư và cái dự án rồi. Thì bây giờ mình nói thêm về cái quy trình công nghệ để cho các bạn chúng ta có thể hình dung được là trong nhà máy sản xuất mía đường thì cái sản phẩm nước uống đóng chai nó sẽ được sản xuất và gia công chế tạo như thế nào. Đó thì ở đây thì nước nguyên liệu đây là nước mà sau quá trình bốc hơi nha các bạn. Nước ngưng tụ sau quá trình bốc hơi thì sẽ được giải nhiệt. Đầu tiên sẽ được giải nhiệt là cái thiết bị số 75. Thiết bị số 75. Đây. Đây, tức là ở đây là cái bảng danh mục thiết bị của cái phân xưởng nước ha. Thì họ sẽ được đánh số. Danh mục thiết bị của xưởng nước sẽ được đánh số là từ số 1 cho tới số 75. Ở đây. Đó. Thì nước nguyên liệu nó sẽ đi qua cái giải nhiệt ha. Đó, giải nhiệt. Thì đây nó gọi là thiết bị giải nhiệt. Em coi bên này còn gì không, có chỉ bên này thôi, thiết bị giải nhiệt số 75 nha các bạn. Rồi sau đó thì đi qua cái lọc thô 5 micron, là thiết bị số 1. Đây, lọc thô 5 micron. Đây, chức năng nó là lọc cặn bã mía ha. Chức năng nó dùng để lọc cặn bã mía nha các bạn ha. Rồi sau đó thì nó sẽ đi qua tiếp cái số 2. Số 2 là bồn 8.000 lít. Và số 3 là bồn 8.000 lít luôn ha. Thì để coi nó là dùng để làm gì. Bồn 8.000 lít đây là nó là cái bồn inox nha các bạn. Bồn inox thì chức năng của nó là bồn chứa nước nguyên liệu lưu 48 giờ. Đó. Thì nó là bồn chứa nước nguyên liệu và nó lưu trong vòng 48 giờ nha các bạn ha. Rồi sau khi mà đi qua hai cái bồn, cái lọc này là lọc bã mía, lọc cặn bã mía, còn cái bồn này là chứa nước ha.
sau đó nó sẽ đi qua tiếp cái lọc than 400 lít. Lọc than 400 lít thì lọc than 400 lít là kích thước là nó là bồn inox, lọc than là đỡ khử mùi ha. Lọc than này nó để nên nó khử mùi nha các bạn ha. Rồi, sau đó thì nó sẽ đi qua tiếp cái lọc chữ Y là số 5 á. Lọc chữ Y này đó là để là lọc cặn và bụi than ha. Lọc cặn và bụi than nha các bạn ha. Rồi, sau khi mà đi qua cái lọc chữ Y á thì nó đi tiếp ở đây là cái bơm. Cái bơm này là tức là cái đường màu xanh nó là đường mà nước nước đường màu xanh là đường của cái đường màu xanh là mình xem nó là đường của nước nha các bạn ha. Rồi, đường đường màu xanh là đường nước mà nó sau sau cùng nó đi đóng chai á nha các bạn ha. Đó thì nó sẽ rồi đi qua cái bơm số 6 này. Cái bơm số 6 này là bơm bơm này có công suất 1 ngựa. Bơm này là bơm Ebara, lưu lượng là 30 đến 110 lít trên phút, 0.75 kW. Rồi, bơm đi qua cái lọc sợi số 7 ha. Số 7 là có cái lọc sợi này. Đó, rồi. Sau đó thì lọc sợi này sẽ đi qua các cái số 8 là cột lọc đa năng. Số 9 là cột khử mùi. Số 8 là cột lọc đa năng, mình coi số 8 là cột lọc đa năng là dùng để là lọc kim loại nặng hay là độc tố ha nha các bạn. Cột lọc đa năng là sẽ lọc kim loại nặng hay là độc tố. Đó. Và số 9 đó là cột khử mùi. Số 9 là cột khử mùi và khử màu, là dùng để khử mùi và khử màu ha. Rồi số 10 là cột làm mềm nước. Đó. Cột làm mềm nước là để khử khử độ cứng của nước nha các bạn ha. Khử cái độ cứng của nước nha. Rồi, số 11 là thùng dung dịch tái sinh. Số 11 là thùng dung dịch tái sinh là tái sinh hạt trao đổi ion. Đó. Là hấp thụ chất màu nha các bạn. Thì cái hạt trao đổi ion nó sẽ hấp thụ chất màu. Đó. Thì hấp thụ chất màu nó bằng cái hạt hạt nhựa trao đổi ion. Thì thùng này dung dịch tái sinh này để tái sinh lại cái hạt trao đổi ion ha. Đó. Rồi, đi qua cái lọc cặn 5 micro số 12. Số 12 là đi qua cái lọc cặn số 12 là đi qua lọc cặn 5 micro. Số 12 lọc cặn 5 micro là đỡ lọc cặn ha. Rồi, sau đó đi qua số 13 là lọc CTO. Số 13 là lọc CTO là lọc khử mùi nha các bạn. Lọc này là lọc khử mùi. Đó thì các bạn thấy là cái quy trình công nghệ của nước uống đóng chai trong cái nhà máy sản xuất đường mía thì nó rất là nhiều lọc ha. Các bạn thấy lọc thô này, lọc chữ Y, lọc than, rồi lọc sợi, rồi lọc cặn, rồi lọc CTO, tùm lum lọc hết trơn luôn ha. Đó. Thì nước nó ra sau cùng sẽ là nước rất là tinh khiết nha các bạn ha. Rồi, bồn trung gian 10 số 14 là bồn trung gian này để ổn định nguồn nước. Nó là bồn inox nha các bạn. Dùng để ổn định nguồn nước. Rồi. 14 là đi qua số 15 là bơm, bơm đi qua lọc 1 micron tiếp. Số 16 là lọc 1 micron tiếp là đỡ lọc cặn. Đó, để lọc cặn và để là đó, để lọc cặn và để lọc 1 micro là lọc cặn để tăng tuổi thọ lọc RO ha. Đó, rồi đi qua lọc RO số 17. Lọc RO số 17 là đây là lọc nước tinh khiết ha. Rồi, sau đó đi qua lọc số 18 là lọc CTO. 18 lọc CTO là khử mùi ha.
lọc số 18 C2O là khử mùi, sau đó nó sẽ được chứa trong những cái bồn này ha. Số 18 sau đó nó được chứa trong những cái bồn này nha các bạn ha. Đó thì nó sẽ được chứa trong cái bồn thành phẩm 8.000 lít và bồn thành phẩm 8.000 lít ha, là số 31 và số 32. Coi thử số 31 và số 32 là gì. 31 bồn thành phẩm, ở trong bản vẽ thì lại ghi là 8.000 lít, còn trong cái file Excel này lại ghi là 6.000 lít. Thì khả năng là 8.000 lít nha các bạn. Số 31, 32 này. Không biết là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Rồi, thì các bạn cứ xem nó là 8.000 lít đi ha. Rồi, đó, thì số 31A, 32A cũng là 8.000 lít luôn. 31A là bồn thành phẩm, 32A cũng bồn thành phẩm luôn. Đó, hay là bồn chứa 15.000 lít. Bốn cái bồn chứa là 5, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60. Đó, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60 là 5, 7 là bồn chứa. Ở đây là 15.000 lít mà trong này lại ghi 20.000 lít. Thì các bạn cứ xem là đây là những cái bồn chứa mà khi mà hết vụ ha nha các bạn. Tức là trong cái nhà máy mía đường á, thì họ sản xuất trong một vụ mía thì khoảng từ 6 đến 8 tháng. Đó, thì khi mà hết vụ thì họ sẽ chứa trong cái bồn lớn này ha, nó là bồn inox đứng ha. Đó. Rồi. Đó là bồn inox đứng ha. Nóc đứng rồi. Đó, rồi thì để mình xem thử nó đi tiếp đi đâu nè. Đó thì nó vô cái bồn này. Sau khi mà nó vô bồn này thì nó được chứa trong cái bồn này ha. Đó. Thì rồi. Thì sau khi mà được chứa trong cái bồn này thì nó sẽ đây mình coi đây nói chung là cái quy trình là nó cũng tương đối phức tạp nha các bạn ha, chứ không có đơn giản ha, rất là nhiều lọc rồi tùm lum hết trơn á, bồn bở tùm lum hết trơn á ha, cho nên mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn nắm sơ bộ ha, chi tiết thì các bạn có thể liên hệ các bạn làm bên công nghệ hóa thực phẩm ha, các bạn sẽ rành hơn về dân cơ khí ha, về cái quy trình công nghệ là bên thực phẩm họ rành hơn cơ khí nha các bạn, cơ khí chúng ta đi bảo trì bảo dưỡng là chính ha, còn về công nghệ thì bên công nghệ thực phẩm họ là sẽ nắm vững cái quy trình hơn ha. Rồi thì ở đây là mình coi tiếp à. Rồi thì nếu mà đi theo cái đường này á thì đây là bồn thành phẩm rồi nè, bồn chứa nước thành phẩm rồi nè, đó bồn chứa nước thành phẩm này thì nó sẽ có những cái van để nó mở ra đây ha. Đó, nhưng mà mình sẽ nói tiếp cái phần bên này. Phòng bên này là cái bồn mà từ cái bồn mà 8.000 lít với bồn 8.000 lít ở đây á, bồn số 2 với số 3 á. Số 2 với số 3 là bồn này là bồn chứa nước nhiên liệu lưu 48 giờ ha. Thời gian lưu nó cho phép là 48 giờ nha các bạn. Đó. Thì nó sẽ có cái bơm ở đây. Đó. Nó sẽ có cái bơm, một cái đường bên đây là cái bơm bên đây
là nó sẽ có là bên đây nó theo kiểu là có hương nha các bạn ha. Rồi thì nếu mà có hương thì nó sẽ đi theo cái quy trình này ha. Thì ở đây là cái bơm bơm số 19 nè. Bơm số 19 đây là bơm Ebara lưu lượng 30 đến 110 lít phút 0.75 kW. Đó. Rồi. Thì nó sẽ đi theo cái đường này nha các bạn. Đó. Bơm này bơm đi qua số 20 là lọc sợi. 20 là lọc sợi. Ở trên kia nó cũng có số 7 lọc sợi. Đây số 20 lọc sợi tiếp. Số 20 lọc sợi đây là lọc cạn tăng bề mặt tiếp xúc của nước và vật liệu lọc. Đó. Đó là lọc sợi nha các bạn. Họ diễn giải là tăng bề mặt tiếp xúc của nước và vật liệu lọc. Đó. Rồi. Rồi đi qua cái lọc sợi số 20, sau đó nó đi qua cái là cột lọc đa năng số 21. Cột lọc đa năng số 21. 21 là lọc kim loại nặng và độc tố ha. Rồi, sau khi mà đi qua cột lọc đa năng thì đi qua cột khử mùi số 22. Khử mùi số 22 là cột lọc khử mùi và màu, rồi khử mùi và màu ha. Rồi, cột làm mầm nước số 23. Cột làm mầm nước số 23 là để khử cứng ha. Rồi, sau đó đi qua tiếp số 24 là lọc 5 micron. Lọc 5 micron. Micron là lọc 5 micron là để lọc cặn ha. Đó. Rồi đi qua cái bồn trung gian 1500 lít là số 25. Số 25 là bồn trung gian ngầm 1500 lít là để nó là bồn inox, thường là sẽ inox 316 nha các bạn. Để ổn định nguồn nước ha. Để ổn định nguồn nước. Sau đó đi qua tiếp cái bơm số 26. Bơm số 26 là bơm Ebara luôn. Bơm Ebara luôn. Rồi. Đi qua lọc số 27, lọc 1 micron. Lọc 1 micron là lọc cặn tăng tuổi thọ rồi lọc RO. Rồi đi qua số 28 là lọc RO. Lọc RO. Lọc RO 300 lít trên giờ là lọc nước tinh khiết ha. Rồi sau đó đi qua cái bồn gọi là bồn bồn nước có hương. Thì mình sẽ thấy khác ở trên là nó sẽ không có cái lọc than này nha các bạn ha. Đó thì chính vì không có cái lọc than này cho nên là số 4 này. Số 4 là cái lọc than này. Đó, lọc than là lọc than được khử mùi. Nên là nó không còn mùi gì hết trơn á nha các bạn. Là mình không còn thấy mùi gì hết. Nhưng mà nó đi theo cái quy trình này thì nó sẽ có mùi ha. Nó sẽ có mùi. Tại vì nó không có đi qua cái lọc than ha. Cho nên là ở trên đây thì lọc than thì nó khử mùi đi. Còn dưới đây là không có lọc than á thì nó vẫn còn mùi. Đó. Đó. Nha các bạn. Chính vì nó còn mùi thì cái mùi đó là mùi hương của mía ha. Đó. Thì bồn nước có hương số 29. Bồn nước có hương số 29 là bồn ổn định nước có hương ha. Nó là bồn inox. Rồi, đi qua cái bơm số 30. Bơm số 30 là 30 là cái bơm ha. Bơm đi đâu? Bơm đi qua cái bồn thành phẩm, hai cái bồn thành phẩm này luôn. Đó. Đi qua bồn thành phẩm này luôn là 8.000 lít ở bên đây và 8.000 lít ở bên đây. Đó, ngoài ra nó còn kết nối tiếp tới những cái bồn ở dưới đây luôn ha. Bồn chứa nước sau vụ đó nha các bạn ha. Thì rồi thì ở đây nó sẽ có cái máy sục ozone để mình nó sục vào những cái bồn thành phẩm này ha.
nha các bạn. Thì máy sọc ozone này nó sẽ sọc ozone vào số 72 đó. Đây, số 72 đây. 72 là máy sọc ozone, là để diệt khuẩn ha. Đó là để diệt khuẩn nha các bạn. Với cái thông số là 72. Đây là 2 gram trên giờ ha. 1 giờ là nó sọc 2 gram ozone ha. Để nó diệt khuẩn nha các bạn. Rồi. Sau đó thì cái bồn nước bồn thành phẩm này thì cuối cùng nó cũng đi qua bồn thành phẩm. Ở trên đó thì nó cũng đi qua bồn thành phẩm. Còn cái bồn nước có hương á, thì nó cũng bơm vô bồn thành phẩm luôn. Thì nó chứa hết trong bồn thành phẩm. Rồi sau đó thì từ bồn thành phẩm này số 31, 32 và 31A, 32A luôn nha các bạn. Là 4 cái bồn thành phẩm 8.000 lít. Đó, 4 cái bồn thành phẩm 8.000 lít nha các bạn. Rồi sau đó thì cái bồn này nó sẽ là mở cái van, nó sẽ có những cái van này. Đó, là cái van này. Nở cái van thì van nó sẽ đi qua cái bơm. Bơm này sẽ bơm đi tiếp nha các bạn. Đó. Đó. Thì bơm này bơm số 33 này. Bơm số 33 này. Bơm đó, bơm Evra luôn. Đó, bơm, bơm đi tiếp, bơm đi đâu? Bơm đi bơm đi cái số 34 và cái lọc tinh. Lọc tinh số 34. Tức là nước nó sau khi đưa qua bồn thành phẩm là bao gồm có hương và không hương, nó trộn lại nó vô bồn thành phẩm 68.000 lít. Nó nằm trong đó luôn. Thì nó sẽ đi qua cái 34 và 35 là lọc tinh. 34 và 35 là lọc tinh. Lọc tinh 35 lọc tinh luôn, là lọc 1 micron, là lọc cặn và các chất hữu cơ bị oxy hóa. Đó, lọc cặn và các chất hữu cơ bị oxy hóa. Rồi sau đó đi qua cái 36 và 37 là đèn UV. 36 và 37 là đèn UV. 36 là đèn UV. Đó. Và 37 là đèn UV. UV là để diệt khuẩn nha các bạn. Như vậy thì nó diệt khuẩn là lúc nãy là nó diệt khuẩn là nó nhờ vào sục ozone. Máy sục ozone thì số 72 á. Số 72 á là nó đã là diệt khuẩn rồi. Bây giờ nó đi qua tiếp cái đèn UV này là nó diệt khuẩn tiếp. Đó. Tại vì nước tinh khiết nên các bạn hình dung là nó phải diệt khuẩn như vậy nha các bạn, mới đảm bảo được quy trình công nghệ ha. 36 à 37 là đèn UV diệt khuẩn. 36 37 là đèn UV. Công suất là 55W. Hai cái đèn 36 và đèn 37 để diệt vi khuẩn ha. Sục ozone để diệt vi khuẩn và đèn UV cũng để diệt vi khuẩn luôn. Đó. Thì sau khi mà diệt vi khuẩn xong thì đi qua cái lọc sát khuẩn 0.2 micro. 0.2 micro. Số 38. 38 sau khi diệt khuẩn xong thì nó sẽ có sát vi khuẩn. Sát vi khuẩn này là cần được lọc bỏ đi. Thì cần được lọc bỏ đi. Thì chúng ta thì nó sẽ đi qua cái lọc sát khuẩn này 0.2 micro, lọc sát vi khuẩn ha. Đó, lọc sát vi khuẩn. Rồi sau đó đi qua cái bồn số 39 là 500 lít. Bồn số 39 là 500 lít. Bồn số 39 là 500 lít. Để mình coi bồn số 39 là cái gì. Bồn 500 lít là bồn inox ổn định nguồn nước đóng chai. Để ổn định nguồn nước đóng chai. Sau đó đi tiếp qua cái bơm. Bơm số 40. Bơm số 40 là bơm. Bơm Ebra luôn. Rồi. Bơm số 40
sau đó bơm bơm đi đâu? Đây, bơm đây là bơm vô mấy mấy chiếc này các bạn ha. Bơm vô mấy chiếc. Đó. Thì mấy chiếc này nó là máy số 64. Mấy chiếc đó, chiếc nước nha các bạn. Đó, buồng chiếc rót số 64. Đó. Thì đó là cái nước. Cái nước hương mía nó sẽ được vô chiếc rót ở đây. Rồi ở bên đây thì cái nguyên vật liệu cấp vào đó là máy lên chai số 61. Máy lên chai số 61 là tức là chai họ sẽ cấp chai ở đây nha các bạn. Không có chai, không có máy thổi giống như là bên PepsiCo hay là Coca-Cola hay là Tân Hiệp Phát nha các bạn. Hay là URS mà nó chỉ ở đây họ sẽ mua chai. Ở đây họ sẽ mua chai về chai nguyên liệu luôn. Họ mua chai nguyên liệu về sau đó thì họ sẽ lấy chai từ những nhà cung cấp ví dụ như Ngọc Nghĩa. Thì chai đó là chai nguyên liệu chai 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 PET, chai PET nha các bạn. Sau đó họ mua cái máy số 61 này là máy lên chai ha. Đó, thì nó lên chai đây, nó đi qua cái băng tải cấp chai. Băng tải cấp chai nó sẽ được đi rửa. Rửa qua chloramin B là số 62. Đó, nó sẽ khác là trong cái nhà máy nước giải khác á, thì tại vì chai nó được thổi ra từ máy thổi chai cho nên là nó không cần phải lựa rửa chloramin B. Nhưng mà chai đây là chai được gia công ở bên ngoài ở các nhà máy gia công chai. Sau đó nó chuyển về nhà máy mía đường để mà nó làm nước uống đóng chai thì nó phải rửa lại nha các bạn. Đó, nó phải rửa lại bằng chloramin B là số 62. Đó, sau đó thì đi tráng chai số 63, sau khi rửa bằng clo rồi thì đi đi tráng chai ha, buồng rửa tráng chai. Đó, thì sau đó chai nó sẽ đi qua đây. Và nước hương mía thì nó cấp vô thì nó thực hiện quá trình chiết rót. Đồng thời ở đây là cái máy cấp nắp chai ở đây. Nắp chai cũng tương tự ha. 74 này. 74 này là máy cấp nắp chai ha. Nắp chai sau khi nắp chai cũng mua của các nhà sản xuất luôn như Sri Thái hay Ngọc Nghĩa gì đó, mình cũng không không có. Nhưng mà đó là những nhà cung cấp về chai BT là ở Việt Nam ha. Các bạn có thể tham khảo những nhà cung cấp đó. Đó. Số 74 là một cấp nắp chai, nó có cái băng tải chuyển vô chiếc rót. Như vậy thì ở đây là chiếc rót thì nó sẽ bao gồm là nước hương mía nằm đây. Và nước hương mía nó nằm đây và nó sẽ có chai nó đi vô đây và nó có nắp thì nó chiết rót và đóng nắp luôn nha các bạn. Đó thì ngoài ra nó còn có cái bình nitơ lỏng này, số 73 này. 73 này là bình nitơ lỏng. Là bình này bình chứa nitơ lỏng là 120 kg. Đó. Thì cái phần nitơ này mình đã nói trong bên nước giải khát rồi ha. Giờ mình nói lại các bạn. Các bạn hình dung sơ bộ. Đó, các bạn mua cái chai nước ví dụ như chai Aquafina hay là chai Dasani. Các bạn uống thì các bạn sẽ thấy khi bạn cầm cái chai các bạn sẽ thấy rất là cứng ha. Nó khá là cứng ha. Thì lý do nó cứng là ở đây trong cái quy trình công nghệ họ sẽ sau khi chiết rót họ sẽ phun một giọt nitơ lỏng vào một cái chai. Một chai phun một giọt thôi nha các bạn. Đó thì chính vì vậy nên nó có sự hiện diện của cái bình nitơ lỏng ở đây. Nitơ lỏng nó sẽ phun một giọt vào cái chai sau khi chiết. Đó, nó làm cứng cái chai nha các bạn. Sau đó thì chai sau khi phun nitơ lỏng thì mình không nên uống ngay nha các bạn. Mà mình phải để lưu kho một thời gian được quy định cho phép. Sau đó nhà sản xuất họ mới bán ra thị trường nha các bạn. Chứ không phải sản xuất liền họ xong họ bán liền ra thị trường đâu. Tại vì chai nước tinh khiết sau khi mà phun nitơ lỏng thì mình uống mình sẽ thấy nhợn nhợn nha các bạn, mặc dù là nó
tức là nó uống liền thì cũng không không sao hết, nhưng mà mình sẽ thấy cái cảm giác nó nhận nhận. Mình đã từng là uống rồi nha các bạn, tại vì mình đã làm trong các cái nhà máy sản xuất nước chay khác rồi, cho nên mình cũng thử một lần rồi để thử coi biết thử nó uống thử coi cảm giác nó ra sao. Sau khi phun ni tờ lỏng mà lấy ra uống thì cảm giác nó hơi nhận nhận, muốn ói nha các bạn ha. Thì đó là cảm giác thôi, nhưng mà thực tế thì ni tờ lỏng thì nó vô hại nha các bạn đó. Nhưng mà mình tốt nhất mình không nên thử, mình thử là vì mình tò mò nên mình thử thôi, với lại mình làm trong nhà máy đó nên mình thử rồi mình coi thử như thế nào thôi. Chứ thực tế là người ta sản xuất ra xong người ta lưu kho một thời gian rồi người ta mới bán ra thị trường, để mà nó không còn cái cảm giác khi mình uống ha. Cảm giác nói chung nó nhận nhận nha các bạn ha. Rồi thì mình có cái video mình giới thiệu chi tiết về cái máy phun nitơ luôn, các bạn có thể xem lại video đó. Rồi thôi thì sau khi đó chiếc nót đóng nắp rồi thì sẽ đi qua cái băng băng tải rồi in date số 42 là in date in ngày đó, ngày xuất, ngày hạn sử dụng đó, 42 đây. Ủa số 42, ủa nhầm rồi, đây họ ghi bị mấy in date là phải là số 65 chứ đó. Cái này có vẻ là cái bản vẽ này nó hơi bị nhầm một tí nha các bạn ha. Rồi máy in date, rồi in ngày giờ sản xuất, rồi máy dán nhãn số 43 là máy dán nhãn đó, 66 chứ không phải 43 nha các bạn đó. Máy dán nhãn thì in thông tin sản phẩm, nhãn đó là nhãn nhãn các bạn thấy cái nhãn nhãn mà trên các cái chai nước á ha, thì ở đây nó sẽ là dán nhãn của bên bên mía đường ha. Rồi rồi sấy mần co đó. Mình không hiểu sao là có máy sấy mần co ở đây, để mình coi thử số 44. Sấy mần co nhãn. Thông thường thì trong cái nhà máy sản xuất nước giấy khác á, thì sau khi dán nhãn á, nếu mà cái máy phóng nhãn á, thì nó mới cần có sấy mần co đó. Còn cái máy dán nhãn thì nó dán bằng keo rồi thì thường nó không có sấy mần co nha các bạn đó. Nhưng mà ở đây họ là có máy sấy mần co luôn đó, thì để mình xem lại cái chỗ này ha. Bồn cấp hơi, cấp hơi là cấp hơi nóng nha các bạn, thì có khả năng chỗ này nó vừa dán nhãn vừa phóng nhãn luôn nha các bạn, tại vì cái chai nước đây lúc trước thì tức là ngay chỗ cái dán nhãn đây á, thì nó dán nhãn là dán nhãn cái thân chai, nó dán nhãn thân chai, nhưng mà ngay trên cái cổ chai nó có thêm cái nhãn nữa là nó phóng nhãn nha các bạn. Thường cái chai nước tinh khiết họ sẽ làm như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mình ra ngoài thị trường mình thấy hầu như là họ bỏ. Ví dụ các bạn thấy cái chai Dasani hay là cái chai Aquafina hay là cái chai Lavie thì hầu như là họ bỏ cái nhãn trên cổ chai rồi hả. Thì có khả năng thì chỗ đây cái máy sấy mần co đã nó sấy cái nhãn lên cổ chai á ha. Có thể là cái chai nước hương mía thì nó có cái nhãn lên cổ chai thì nó sẽ có cái sấy mần co này, chứ còn dán nhãn thì nó không cần mấy mấy sấy mần co nha các bạn. Dán nhãn thì nó dán dính dính cái nhãn vào cái thân chai thôi thôi, nó không cần sấy gì nữa. Nhưng mà phóng nhãn thì nó phóng cái nhãn lên cổ chai. Sau đó thì nó phải sấy mần co để nó co rút lại cái nhựa để mà nó của cái nhựa của cái nhãn của cổ chai đó. Thì khả năng là cái sấy mần co này của cái phóng nhãn các bạn, nhưng mà chỗ này họ ghi dán nhãn thì phải ghi thêm phóng nhãn nữa ha. Rồi sau đó thì đi đóng thùng. Số 45 là đóng thùng, máy đóng thùng này.
Số 67 đây là buồng cấp hơi, là số 47 đây là buồng cấp hơi, là cấp hơi hơi nóng để mình sấy mần co nha các bạn. Chỗ đây nó nhiệt độ cao ha. Để cho nó sấy mần co cái nhựa ha, cái nhựa của cái nhãn cổ chai ha. Rồi mấy đóng thùng. Đóng thùng là số 4 4 mấy đóng thùng. Rồi sau đó là lưu kho ha. 46 là lưu kho. Đó, kho lưu trữ này số 70, họ đánh số bị nhầm nha các bạn ha. Rồi. Đó thì đó là tất tần tật của cái quy trình mà sản xuất nước đóng chai hương mía nha các bạn ha. Nước đóng chai hương mía. Đó. Thì có một điều khác biệt là nước này nó có hương mía, nó hơi đặc trưng so với cái nước mà mình uống nước giải khát, nước tinh khiết ngoài thị trường á. Mình có ví dụ như Pepsi thì có Aquafina, Coca-Cola thì có Dasani, Lavi thì có Lavi, thì mình uống nó không, nó chỉ nước tinh khiết thôi, nó không có hương gì trong á. Nhưng mà cái chai nước này của bên nhà máy mía đường á thì nó có là hương mía đó. Chính vì vậy mình uống mình sẽ thấy sự khác biệt, nó thơm ngon hơn nha các bạn ha. Đó thì rồi thì đây là cái phần mà sản xuất từ 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 nước thủy cục ha. Đó. Còn cái đây là sản xuất từ nước nguyên liệu, là từ nước mà trong quá trình bốc hơi của bên mía đường họ lấy ra, họ lấy nước ngưng đó, họ đi sản xuất. Còn cái bên đây là nước bên thủy cục đó, họ có, tức là họ đầu tư luôn cả cái nếu mà lấy nước từ thủy cục thì chứa ở đây đó. Sau đó thì đi qua những cái công đoạn y chang bên nước hương mía nha các bạn ha. Đó thì đó đó thì nó chỉ khác là đây nó không có hương mía thôi đó. Còn đây tại vì nước thủy cục mà ha. Đó cho nên là cái quy trình đó là quy trình của bên nước lấy từ nước ngưng sau quá trình bốc hơi để mà sản xuất ra nước đóng chai hương mía nha các bạn. Đó thì ở đây là ống sử dụng cho nước xưởng toàn bộ là ống inox 316 van PP27 cho toàn bộ đường ống. Rồi đó thì đó là cái quy trình mà mình đã đi qua cái quy trình sơ bộ về cái công nghệ sản xuất nước uống đóng chai hương mía. Thì chính vì vậy nên đây là một cái sản phẩm rất là mới trong cái nhà máy sản xuất đường mía nha các bạn. Thì nói là mới vậy thôi nhưng mà họ cũng làm được nhiều năm rồi. Thì hiện tại thì họ đã bán sản phẩm ra ngoài thị trường nhiều rồi. Các bạn đi ra ngoài các bạn sẽ thấy một số cái cửa hàng, các cái cửa hàng giới thiệu sản phẩm của bên mía đường họ sẽ bao gồm có mía có đường, đường phèn, đường cát trắng, đường tinh luyện, rồi đường đường nâu, đường gì tùm lum hết á, rồi có thêm nước nước đóng chai hương mía nữa. À, các bạn có thể thử ha, nói chung uống cũng khá là ngon nha các bạn, nó cũng thơm thơm cái mùi mặt mía. Các bạn cứ thử để xem mình biết ha. Còn đây là cái quy trình công nghệ mà sản xuất nó, thì mình là kỹ sư cơ khí nên mình chỉ nói sơ bộ cái quy trình thôi nha các bạn. Còn các bạn bên hóa thực phẩm thì các bạn, nếu mà các bạn biết rành hơn về mình thì các bạn có thể chia sẻ thêm ở dưới cái video ha. Thì mình kỹ sư cơ khí thì mình chỉ nói sơ bộ về cái quy trình thôi ha. Rồi thì các bạn có thể lấy cái bản vẽ này về để chúng ta tham khảo cái quy trình công nghệ và chúng ta hiểu rõ hơn. À, mình nói nhiều khi các bạn lướt lướt rồi xong các bạn không nắm cụ thể thì các bạn có thể xem lại ha. Các bạn thể xem lại trên bản vẽ này, và đây là cái danh mục thiết bị ha. Danh mục thiết bị mà trong cái xưởng nước mía các bạn có thể lấy về, và các cái dự án vừa đầu tư này như thế nào, cách lập dự án ra làm sao, thì nếu anh chị nào cần thì cũng liên hệ với mình để mình hợp tác ha. Mình có thể làm một cái xưởng nước mình kinh doanh ví dụ vậy ha. Đó. Rồi thì các bạn cứ nhắn tin vào
hotline Zalo của Vũ Ca TV ở đây 077 492 6495, mình sẽ gửi các cái tài liệu và bản vẽ cho các bạn ha. Rồi nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí ở đây để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp, trong chuyên môn của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.